Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình quay cho bà con xem về cái việc mà cưa ghép cải tạo một số giống bơ. Thì hiện tại gần đây một số bà con nhân dân chúng ta á thì có một số cái yêu cầu là thay đổi ghép giống bơ, rồi thì muốn ghép 034, người muốn ghép thạch bích, chung một rất nhiều loại bơ của bà con chúng ta có thể ghép được. Thì qua cái clip này mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết về cái tình hình mà ghép cưa cải tạo như thế nào và một cây bơ chúng ta nên ghép bao nhiêu chồi cải tạo. Thì một số bà con nông dân chúng ta hay thuê mà những người ghép bơ thì hay ghép rất nhiều chồi, nó rất là phí. Thì một cây bơ theo cá nhân mình khuyên là con ghép tầm 4 đến 5 chồi thôi. Còn một số bà con chúng ta bị mắc sai lầm, có nghĩa là ghép rất nhiều chồi. Một cây trên cây bơ bà con sẽ ghép tới 5, 10 chồi một cây. Thì cái đó là phí, cái đó là mình khuyên, đó là mình chia sẻ quan điểm của mình. Thì tùy vào mỗi người thì có những cách ghép khác nhau. Thì với clip này á, mình quay với cách ghép theo quan điểm cá nhân của mình nên ghép từ 4 chồi, 5 chồi một cây thôi. Thì sau thời gian ghép á, nếu bà con chăm sóc nhanh á, thì có thể 1 năm sau là cái cây bơ chúng ta có thể ra hoa đậu quả lại rồi. Thì đó là với phương pháp ghép cải tạo mà không điểm nguyên tại hình thù cây bơ, là ghép từ nhánh sang nhánh. Thì ở clip này á, mình quay cũng rất là dài và rất chi tiết từ việc cưa cành và ghép cành để con xem tham khảo. Đối với những bà con nhân dân chúng ta chưa ghép bao giờ thì con sẽ xem mình quay rất là kỹ và chi tiết. Còn đối với những bà con chúng ta mà đã ghép rồi á, thì cái này mình cũng sẽ quay để con tham khảo sơ về cái ghép của mình thôi. Một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi hết tất cả các video bên trái cây tạo mùa lắc. Thì dạo gần đây thì việc cho biết mình cũng úp rất là ít vì công việc rất là nhiều nên mình không có thời gian để quay con xem. Thì mình cũng hứa bà con là mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để quay cho bà con được nhiều clip hay hơn. Xin cảm ơn bà con ạ. Oh.